ngày 30 tháng 5, trên khắp Đài Loan, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ở Tây Bán Bộ tăng lên 34 độ C. Cục Khí tượng Trung ương dự báo tổng lượng mưa của mùa mưa đầu hạ năm nay diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6, đạt mức bình thường, có nhiệt độ hơi ấm lên. Ngày 1 tháng 5, Đài Loan sẽ đón cơn mưa đầu hạ đầu tiên và xuất hiện số mưa mọi năm. Trên khắp Đài Loan đều có mưa, nhiệt độ ở phía Bắc Đài Loan sẽ giảm khoảng 10 độ C. Cục khí tượng dự báo thời tiết trung bình của mưa đầu hạ ở các nơi hơi nóng ẩm. Đầu tháng 5 ở Bắc Bộ bước vào thời điểm cơn mưa kéo tới. Ở Trung Nam Bộ sẽ bắt đầu đổ mưa từ giữa tháng 5 và cuối tháng 5. Thời gian đổ mưa tập trung hơn và đạt cường độ mạnh hơn. Ngoài việc dễ gây ra ngập lụt, thời gian mưa đầu hạ năm nay ập tới cũng đến sớm hơn mọi năm. Bước vào mùa mưa đầu hạ thường do phong thời tiết di chuyển chậm nên xuất hiện cơn mưa kéo dài. Năm nay, Cục Khí tượng cũng sẽ dựa theo mô thức những đợt bão ập đến để mở cuộc họp báo thường xuyên. Vào thời gian xuất hiện mưa đầu hạ, sẽ tùy theo tình trạng thời tiết để dự báo lượng mưa. Tuy nhiên, do việc dự báo mưa cũng có phần hạn chế, nên đề nghị người dân phải theo dõi thông tin dự báo thời tiết vào bất kỳ lúc nào, làm tốt công tác phòng chống thiên tai. Những ngày nay đến xế chiều ở thành phố Đài Bắc xuất hiện cảnh đẹp hoàng hôn. Chiều ngày 29 tháng 4 trên các con đường Trung Hiếu Tây, đường Nga Mi ở khu Tây Môn Đình đều xuất hiện cảnh mặt trời từ từ lặn xuống. Nhưng cảnh đẹp này chưa đầy 10 phút đã biến mất, làm cho người dân chờ chiêm ngưỡng lấy làm thất vọng. Người dân cũng đừng nản vì không nhìn thấy hiện tượng hoàng hôn kỳ thú. Tại thành phố Đài Bắc từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên con đường Trung Hiếu Tây và vào lúc 5-6 giờ chiều ngày 2 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5, trên đường Nga Mi, ngã từ Tây Ninh Nam về hướng Tây đều có dịp ngắm được cảnh đẹp hoàng hôn. Cục khí tượng nhắc nhở bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 do ảnh hưởng của phong mưa đầu hạ, Đài Bắc có thể xuất hiện cơn mưa nên sẽ giảm cơ hội ngắm cảnh hoàng hôn ngoài phố, e rằng phải chờ tới thứ 6 đợi thời tiết nắng trở lại mới có thể ngắm được cảnh đẹp hoàng hôn trên đường Nga Mi. Ngoài ra mặc dù là hoàng hôn nhưng nếu nhìn thẳng vào tia nắng mặt trời lâu rồi cũng sẽ hại mắt, đề nghị mọi người hãy đeo kính mát để bảo vệ mắt. Ngày 29 tháng 4, Viện Lập pháp đã thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ đối với người đi xe đạp điện. Sau này nếu không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt 300 đài tệ. Chạy quá tốc độ 25 km một giờ sẽ bị phạt tiền từ 900 đài tệ đến 1.800 đài tệ. Tự thay đổi thiết kế xe sẽ bị xử phạt từ 1.800 đài tệ đến 5.400 đài tệ. Hiện nay, quy định về xe đạp điện vẫn áp dụng theo luật đi xe đạp, không phải đội mũ bảo hiểm nên có thể thấy được người đi xe đạp điện chạy thoăn thoắt trên đường phố. Theo thống kê của Sở Cảnh Chính, năm ngoái có 10 người chết và 3.292 người bị thương do tai nạn xe đạp điện. Theo doanh nghiệp phân tích, nguyên nhân gây ra tai nạn xe đạp điện thường gặp là do người chạy quá chậm bị đâm từ phía sau hay đi ngược chiều, vượt đèn đỏ v.v. Bộ Giao thông nhấn mạnh xe đạp điện vẫn được quy loại là xe chạy chậm nên yêu cầu hạn chế tốc độ chạy và hãy chọn loại mũ bảo hiểm phải thông qua sự chứng nhận của Cục Kiểm tra Tiêu chuẩn. Ngày 30 tháng 4 tại Nhật Bản diễn ra nghi lễ thoái vị của Thiên hoàng Akihito. Ngày 1 tháng 5, Hoàng Thái tử Naruhito sẽ trở thành Nhật hoàng mới, chính thức bước vào kỷ nguyên lịnh hòa. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, Thiên hoàng đến ba điện thờ ở Hoàng cung, nơi tôn thờ tổ tiên và thần linh để tham dự lễ thoái vị, truyền đạt ý chí thoái vị. 5 giờ chiều cùng ngày sẽ đến cung điện Meshunoma, chính thức tuyên bố thoái vị. Sau khi Thiên hoàng Kokako thoái vị trong giai đoạn Edo hậu kỳ, 202 năm sau, thêm lần nữa có vị thiên hoàng tổ chức lễ thoái vị nhường ngôi khi còn sống. Hoàng đế Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức lễ thoái vị khi còn sống vào năm 1817, khi đó thiên hoàng Kokako nhường ngôi cho thiên hoàng Ninko. Nay Nhật hoàng Akihito một lần nữa trở thành thiên hoàng thoái vị khi còn sống. Trong quang cảnh đặc biệt này, trước khi diễn ra nghi lễ thoái vị, đã thu hút rất nhiều dân chúng tập họp phía ngoài hoàng cung. Thái tử Naruhito và thái tử Phi Masako cùng tham gia một loạt nghi lễ thoái vị.